rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sau đôi lửa chung nhịp cầu,
trên con đường nắng đổ chan chan, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chan chan, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mai, nhịp cầu băng qua men lối đi quanh cô ngõ hoa núi dài. Nhà em cuối sông ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sâu, có tầm mến thương dấu, có chiều vẫn vương cao và đào tơ thơm ngát ngát hương trình bàn đầu.
về thôn anh con sao ru êm êm trên đồng xanh luôn. Nhịp cầu băng qua đưa lối dân rêu xưa thắm hoa bông luôn. Nhà em mãi là tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ. Có dàn ngược xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà, hồi mùa lên tiếng ca gộp tay cần lao. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung vui em dương bao. Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng, mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dâng lên trắng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng. Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa vội pha ta còn vui hồi. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Luôn đồng mai xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi, và vành môi trai gái góp câu ca yêu. Về thôn anh con sao ru êm êm trên đồng xanh luôn. Nhịp cầu băng qua đưa lối dân rêu xưa thắm hoa bông luôn. Nhà em mãi là tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ. Có dàn ngược xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà, hồi mùa lên tiếng ca gộp tay cần lao. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung vui em dương bao. Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng, mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dâng lên trắng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng. Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa vội pha ta còn vui hồi. Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Luôn đồng mai xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi, và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Luôn đồng mai xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi, và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn, ta đón trăng về mừng duyên. Về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mãi. Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh cô ngõ hoa núi già. Nhà anh có một vườn cau
nhà em có một vườn trầu, chiều chiều nhìn sang bên ấy hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhùm áo cho anh, một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Em thương anh rồi sao em chẳng nói, để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn. Hoa xin nắm trầu nhục. Thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa họ nhà gái, tôi là bác của cháu Đình Hiếu, đại diện cho họ nhà gái, xin có lời chào và lời chúc và lời cảm ơn đến sự đón tiếp nồng hậu nhiệt tình của họ nhà gái. Tôi thay mặt cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cháu Hiếu là con trai của ông bà Nhân Lợi, cháu Thảo là con gái của ông bà Lý Ngọc. Hai cháu đã quen biết nhau, tìm hiểu nhau và hai cháu đã yêu nhau. Đến ngày hôm nay, giữa sự ông Nhâm và bà Lợi và ông Mỹ và bà Ngọc đã gặp gỡ nhau nhiều lần và trao đổi và đi đến cái thống nhất để đi đến cái nghi lễ ngày hôm nay. Vậy ngày hôm nay họ nhà trai chúng tôi có sự hiện diện đầy đủ các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, một bạn bè, thanh niên nam nữ cũng có mặt đông đủ tại đây, cùng gõ cái mâm xính lễ. Vậy ngày hôm nay là ngày nay, ngày mai, hai ngày rất đẹp theo phong tục tập quán của địa phương. Hôm nay họ nhà trai chúng tôi cũng có sắm sửa cái đại lễ, cùng với đó là các mâm xính lễ đến để kính cáo với các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của họ nhà gái chấp nhận cho toàn bộ các cái mâm xính lễ này. Và chỉ một ít phút nữa cũng nhờ các cụ, các ông, các bà của họ nhà gái là kính cáo với gia tiên để chúc phúc cho hai cháu và mừng cho hai gia đình. Cuối cùng, trước khi dừng lời, xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai họ thật mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể thanh niên nam nữ, tôi được đại diện, được ủy quyền của ông Lý Bảo Ngọc, được đại diện cho họ nhà gái phát biểu đôi lời như sau. Trước hết tôi xin cảm ơn đến tất cả các cụ, các ông, các bà và toàn thể họ nhà trai đã có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Cho phép tôi được mời trầu, mời nước đến tất cả các quý vị. Kính thưa các quý vị, qua lời ý kiến của phát biểu của vị đại diện nhà trai, tôi đại diện nhà gái xin
chấp nhận đồng ý các sinh kế của nhà trai Lai Vang Sang, gồm có một cái đại lễ, hai là dầu cau và bánh kẹo. Và cuối cùng tôi xin chúc sức khỏe toàn bộ các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể thanh niên nam nữ một sức khỏe vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin chân thành cảm ơn. Thành xa anh sẽ về thăm,
thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao ly trúc bơ. Xưa đã cùng em thấy dàn trâu nghiêng nắng hàng cau xanh già rào, bên dàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mận mơ. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nội ô bao yên ngoanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoại thành. Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi tuổi trâu cay hay hỏi buông câu, con chim manh manh hót câu tình tứ, một vầng trăng non lén lén bên em, một dàn đầy hoa tiễn ly êm đềm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành, dâu hiền dễ thạo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao ly trúc bơ. Từng lựa chọn cho mình chỗ ngồi thật hợp lý nhất, xin được phép chuyển lời mời của gia đình cũng như Hiếu và Phùng Thảo. Cũng xin được phép thay mặt cho trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thành Kiệt, xin được cảm ơn gia đình đã lựa chọn trung tâm của chúng tôi làm cây cầu kết nối tình yêu cho đôi bạn trẻ. Và quý vị nếu cũng muốn có một không gian vô cùng trọn vẹn và sự phục vụ nhiệt tình nhất trong ngày vui ngày cưới của tất cả quý vị, hãy tới với chúng tôi, trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thành Tuyền, để cùng có được sự lựa chọn tốt nhất trong ngày trọng đại của tất cả quý vị khách quý. Sự hiện diện của tất cả quý vị cũng như là đang hiện diện trên sân khấu lúc này đây, đó chính là những bước nhảy của các cô, các chị, các mẹ, các bác. Và hãy cùng nhảy sớm hơn nữa và một chút nữa thương chúng ta chứ cùng lên sân khấu để cùng giao lưu và sẽ cùng gửi cho nhau những lời ca, những tiếng hát trong ngày vui ngày cưới của Đặng Hiếu và Phùng Thảo.
quý thân mến, và người ta nói rằng là đất có lề và quê có thói. Và Bắc Nam của chúng ta là một trong những địa phương có những cái nét đẹp truyền thống vô cùng là tuyệt vời. Và trong ngày vui ngày cưới thì những người phụ nữ trong gia đình sẽ cùng vui và sẽ cùng dành cho nhau những bước nhảy thật tuyệt vời nhất trong ngày vui ngày cưới của những người thân của mình. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển đến sân khấu. Chúng ta hãy cùng chụp ảnh và lưu giữ lại những khoảnh khắc thật đặc biệt trong cuốn nhật ký tương lai của Đặng Hiếu và Phương Thảo. Xin trân trọng kính mời. Gấm vóc cho ngày mai, xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắm, không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ, cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian, thật tuyệt vời niềm tin và sức sống, không có ai ngăn được mình trên chuyến xe thâm tình, trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Em không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh, trong muôn đêm trong vạn ngày đông sang tây nào ai, tia la sẽ chào thua nói gì đố mô đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian, cho nên suy cho cùng thì anh đây number one, không bên tây bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi, em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dìu đi. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi, em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dìu đi. Vâng, xin hết, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you.
chơ ở bàn bên. Tông lan ai họ để mời bia ở bàn trên. Hay mình cưới nhau đi em, cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nha em. Giờ tao nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu tụi nó mới cưới. Đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tý. Qua sang năm nó làm tiền tỷ trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nắng hồng ban mai chiếu sáng hết con đường. Hôm nay là ngày tốt anh với em cùng lên phường. Nhấc cái tay ký cái tên coi như là chung giường. Nhất bá thiên vị nhị bá cao đường. Phù thầy già phâu qua sang năm ba má có cháu. Yeah. Yêu là phải cưới mà lại dính cũng phải cưới. Sớm của anh là sớm dân chơi còn sớm của em là sớm biển khơi. Nên vì thế đừng lo em ơi anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi. Tuy chiều cao anh hơi có hạn nhưng em chịu là em có vàng. Giờ ngày mai bình minh ló dạng anh đốt vàng mã anh thịnh luôn nàng. Em ơi em có bằng lòng đừng dẫn anh nữa anh thấy lòng vòng. Vì ngồi kia như mưa đang hóng em mà lãng quạt coi chừng ấy chồng. Đậm đà chân chất tình yêu mùi mắm nhỉ. Phan Thiết biên rộng hôm nay sẽ có hỷ. Đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên boy. Nhưng mà thôi em đừng nói nữa hai đứa tụi anh cũng là một đôi. Hay là mày là mình. Trên bàn đại tiệc và sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình lên đường sân khấu và ngay bây giờ buổi đại tiệc để cùng chung vui và chúc phúc cho chú rể Đặng Hiếu sánh duyên cùng với dòng Phùng Thảo xin được phép chính thức được bắt đầu. Xin được hân hoan và nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị khách quý. Chúng ta đứng dừng chân tại buổi đại tiệc để cùng chứng kiến một câu chuyện tình yêu được viết nên không ai khác bởi chú rể Đặng Hiếu và cô dâu Phùng Thảo. Những lời nói đầu tiên, cho phép MC xin được phép thay lời cho gia đình cũng như cô dâu chú rể xin gửi tới toàn thể quý vị khách quý một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất.
Quý vị thân mến, và trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều những ngày vui và trọng đại. Nhưng có lẽ rằng ngày vui và ý nghĩa nhất cuộc đời đó chính là ngày cưới. Ngày mà đôi lứa sẽ cùng trở thành một phần hơi thở, trở thành một phần gia đình và trách nhiệm gắn liền với hai chữ yêu thương. Hai nhân vật chính của chúng ta cũng không nằm ngoài những quy luật của tự nhiên. Họ đã trải qua thật nhiều những khó khăn và thử thách để cùng tới với cái đích của tình yêu, đó chính là hạnh phúc gia đình. Và bây giờ đây, dẫu biết rằng là quý vị chúng ta đang bận rộn với những công việc riêng tư của mình trên những bản đại tiệc, thế nhưng mà nếu có thể, quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật dài và thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện chính thức trên sân khấu chú rể Đặng Hiếu và cô dâu Phương Thảo. Bằng lòng em xin thưa má, thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Ơn tới toàn thể quý vị, đó chính là những người cha và những người mẹ thân thương của hai bên gia đình thông gia. Và bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu ái dành thêm một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chào đón người cha mẹ thân sinh ra chú rể Đặng Hiếu, đó chính là ông Nhâm. Tiếng đàn kìm mà má buồn trơn sâu. Ôi đó. Quý vị thân mến, gia đình là nơi yêu thương chúng ta vô điều kiện và dành những đi quyền tốt nhất cho những người con của mình. Có lẽ bây giờ đây thì chú rể Đặng Hiếu và cô dâu Phùng Thảo đã lựa chọn cho mình một nửa trái tim để cùng yêu thương. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc và niềm tự hào đối với những đấng sinh thành. Và sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý trong ngày vui ngày hôm nay, đó chính là niềm vinh dự đối với gia đình. Và để cân bằng lại những thông điệp tình yêu mà quý vị đang đã và sẽ gửi cho cô dâu chú rể cũng như hai bên gia đình thông gia, thì cho phép tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu bác Đặng Đình Cường sẽ cùng đại diện cho gia đình gửi tới quý vị đôi lời ngỏ và đôi lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Xin kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quan viên và bốn họ, tôi đại diện cho họ nhà trai xin có chào đến các cụ, các ông, các bà và chúc các cụ, các ông, các bà có nhiều sức khỏe và hạnh phúc, có nhiều niềm vui ạ. Xin kính thưa các cụ, các ông, các bà, được sự tìm hiểu của cháu Hiếu và cháu Thảo, hôm nay gia đình ông Nhâm bà Lợi cũng có tổ chức việc trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Vậy là hôm nay gia đình cũng có lời mời đến tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, bạn bè thanh niên nam nữ đến tại đây để dự cái bữa tiệc chung vui để mừng cho gia đình và chúc phúc cho hai cháu. Tôi thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng cũng trước khi dừng lời, xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ có một sức khỏe và một cuộc sống hạnh phúc và gia đình an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Kính chúc các vị có một bữa tiệc ngon miệng. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ và những lời cảm ơn chân thành nhất của bác Đặng Đình Cường đã đại diện cho gia đình cũng như là hai nhân vật chính gửi tới quý vị những lời, đó chính là những lời ngỏ được xuất phát từ chính trái tim để cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị trong ngày vui ngày hôm nay. Và có lẽ rằng là trong ngày vui, ngày trọng đại, ngày cưới thì không thể thiếu nào thiếu được những dòng rượu, thưa quý vị. Nó giúp cho tình cảm của đôi lứa thêm phần hòa quyện hơn và giúp cho ngày vui của chúng ta thêm gần gũi và gắn kết hơn. Có lẽ bây giờ đây thì những người làm chương trình xin được phép trao gửi lại cho gia đình cũng như là trao gửi lại cho cô dâu chú rể những ly rượu nồng để quý vị và tất cả quý vị khách quý và hai bên gia đình thông gia của chúng ta sẽ cùng chuẩn bị nâng ly chúc mừng hạnh phúc. Và xin mời chú rể Đặng Hiếu sẽ cùng trao gửi ly rượu đầu tiên cho bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình. Xin mời. Thưa quý vị, và trên sân khấu ngay bây giờ đây thì có sự xuất hiện của 5 nhân vật chính, thưa quý vị. Thế nhưng mà chúng tôi chuẩn bị 4 chiếc ly với một ý niệm rằng là cô dâu chú rể khi đã về chung một nhà thì họ cần có sự sẻ chia và sẽ cùng chung nhau
nằm trên một chiếc giường, đọc chung một quyển sách và ăn chung một bữa cơm, thưa quý vị. Và bây giờ đây, thưa quý vị, cô giáo chú rể gia đình đã cùng sẵn sàng để cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc. Cho phép MC xin được phép làm cầu nối giữa một đại gia đình lớn của chúng ta. Quý vị hãy đong đầy những ly rượu, đong đầy những ly bia và đong đầy những đồ uống yêu thích của mình trên bàn đại tiệc để chuẩn bị nâng ly chúc mừng hạnh phúc song hành với gia đình, được không quý vị? Vâng ạ, à, quý vị hãy dâng ra chiếc ly của mình lên, được không quý vị ơi? Vâng ạ, à, quý vị đã sẵn sàng những chiếc ly của mình chưa? Hãy hô thật to nha quý vị ơi. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Lần này hơi nhỏ. Lại một lần nữa nha quý vị. Quý vị đã sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Xin mời quý vị hãy cùng cạn ly. Xin mời gia đình đại diện cùng các chú rể sẽ cùng cạn ly. Mịt mờ ngày anh đến, cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn én trong vườn xuân. Về quê hương ta sống,
Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, gió mát trăng thanh. Ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng xô con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời. Quê hương tuyệt vời, nước mắt hoa thơm. Ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đừng che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, có em theo anh vào nhà. Đừng che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, gọi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà
hạnh phúc thích như nhau. Hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám tôi mời anh một chén ha, nè cô Sáu cũng ly ta rỗng rẽn ha. Riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc cháu giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết có rần rần. Vô xin mời cô bác ta cùng giải khát, cứ uống mừng xuân sang quê mình khang trang. Tưng bừng gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra, tôi thề sống pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình nhà. Tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ Sáu, cùng ly với bà xui đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Tôi xin chúc muôn nơi xuân của lòng ta và xuân đến mọi nhà. Về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng tinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Anh là mây người hướng, còn em là trăng là vương. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu. Xa khơi khi chân mây hương hồng, thuyền anh ra khơi có ngày chỉ mưa nắng ngỡ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên tháp lùa. Đời từ gió trang chứa bao tình, ta đổ giòn mồ hôi ớ hò ớ hò. Sớm đông quê ta em hăng say sớm chiều, xuống đông ngâm cành em có ngày chi mưa nắng ớ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi đang đường đông xanh, sao em cứ bông đùa. Thuyền anh mang về cho cá bạc đầy khoang ớ
Vâng, anh cứ cho phần quảng cáo vào cho có chút sôi động này. Và còn điều gì tuyệt vời hơn khi chúng ta vừa ngồi cạnh bên nhau, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất bên ly rượu hồng và cùng thưởng thức âm nhạc. Và thưa quý vị khách quý thân mến, và trong ngày vui ngày cưới theo cái truyền thống nét đẹp văn hóa Việt Nam của chúng ta, thì trong ngày cưới sẽ có những khoảng không gian âm nhạc nhất định để cùng dẫn lối đưa tình yêu của hai nhân vật chính của chúng ta đi đến bến bờ hạnh phúc. We'll be right back.
sông nước trôi đầu mùa, suốt đời vì con rát nan ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Và còn nhớ mãi những ngày tháng hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường già lạnh, bà cha nằm mộng con, sưởi ấm những cành dài. Mẹ nhạc hôn con, bà cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sớm cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim, cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa. Vâng thưa quý vị, những lời của cha năm xưa, cha hỡi cha già dấu yêu. Thế nhưng mà em khi mỗi khi xin làm cái gì đó
mua chiếc xe hay là mua những cái vật dụng gì đó thì chỉ bảo là cha giấu yêu thôi, chứ không bảo là cha già giấu yêu. Và thưa quý vị, nói thế thôi chứ người cha, những người đàn ông thì luôn luôn thể hiện tình cảm của mình bằng một cái hành động, thưa quý vị. Vậy không biết đang trời ơi đang đang, đang rửa chén tụi mày ôi trời ơi anh coi kìa đám cưới nhà người ta kìa ôi cô dâu chú rể nhìn xinh thôi vừa lứa hết sức gì đó ôi cô dâu đẹp quá mỗi lần mình nhìn cô dâu cái quá nhìn không không ý nói anh mà nhìn cô dâu vậy cái anh nhìn em cái anh tưởng tượng ra em mặc áo cô dâu á đẹp gì đâu đường mòn làng hôm nay đông xanh đôi mới tôn tăng đưa người thương mến xa làng qua bên tình yêu trao gửi thương người người cùng
ra xem cô dâu, nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh, nhưng vui hơn là anh rể quê nghèo trong áo dài khăn đóng quê hương. Đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tơ, tơ xe duyên lòng mang thắm đời thiên thật thà. Trời thương cho anh vui sống bên tiếng Nga, ôi cao đẹp thay tấm lòng thủy chung. Trên dương gian thương biết bao cuộc tình, chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo. Em thấy lòng sao xuyến đắng cay, em thấy lòng yêu mến anh thêm. Thiệt không? Ô thiệt mà, con gái người ta nói vậy rồi còn bắt người ta nói lại nữa hả? Dễ lắm, bây giờ muốn anh tin á, quỳ xuống cầu hôn anh đi. Ôi trời đất ơi, trời ơi, làm cái chuyện gì trái trời trái đất vậy? Ủa đâu có gì đâu trái, cái này mà mình làm chuyện hơi ngược đời tí xíu thôi mà. Ngược đời mà anh cũng chấp nhận được nữa hả? Thì làm vậy nó mới lạ. Lạ cái gì? Lạ vậy anh về chơi với dế luôn đi. Bây giờ cầu hôn tôi không? Bây giờ cầu hôn tôi không? Không thì tôi cầu hôn. Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mươi, tung tăng đưa người thương mến xa làng, qua bên tình yêu trao gửi. Xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện có mặt của tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, ba bề bốn bên đã có mặt tại hiện trường hôn trường hôm nay để chúc phúc và mừng vui hạnh phúc của hai cháu. Kính thưa toàn thể hội hôn, sau một cái thời gian tìm hiểu và được sự đồng ý của gia đình ông bà Nhâm Lợi và ông bà Nguyễn Ngọc, thì hai cháu Hiếu Thảo đã hôm nay là ngày lành tháng tốt, toàn thể hai bên tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì hôm nay thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng và kính mời các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn chúng ta dự một bữa tiệc ngon và vui khỏe và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người ăn một bữa tiệc ngon. Thế và xin chúc cho hai cháu hạnh phúc và mãn nguyện trong cả cuộc đời, xây dựng hạnh phúc gia đình và được vẹn toàn và được nhiều hạnh phúc trong tương lai và xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc ở quê hương. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy xin cưới vào mùa xuân cho đời em thành vợ hiền, anh sẽ là chồng. Này người ơi vươn cao vươn cao, đem ánh sáng hân hoan trên trời, dọi vào đời cho ta tình cầu thương yêu.
nhất trai nàng anh công tử triệu chơi. Những gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn châu bò năm thì đâu xa chuyện tôn hào vật hạ. 500 mộng đi khắp thế gian trời, 600 mộng ta vẫn cứ dòng trời. Anh nhận hành tình còn em nhất trận đời. Này 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 em ơi bảo này. Ôi trời ơi, làm gì mà cứ nãy giờ em cứ đi vòng vòng thế nào ấy. Anh rượt theo em mà mở cả hơi tài. Gấp cổ đứng lại anh nói vài câu. Sao mặt em hình như không hiểu anh nói gì vậy. Thôi bảo em mình nãy giờ đùa với em đấy. Anh công tử Bạc Liêu chính cống đây nè. Trời ơi. Những trai làng anh công tử hào hoa, những gái quê em quê các con nhà. Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, tròn đôi chín chàng ngô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh những làng trong con em những làng ngoài. Tiếng giang đồn anh công tử giàu sang, tiếng cung giang em có út mộng xoàng. Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây rất bánh. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dẫn đôi làng mong đám cưới lai rai. Trai thớt bò dê, con gái thớt lợn gà. Trai tài gái sắc đang cưới thì thật vui ghê. Trăm thuyền đuôi tơ, 50 giỏ lái trước dâu rộn ràng. À, từng bừng phao nổ, bia rượu cũng nổ, tiếng trống nhạc vang lên. Ăn mừng nguyên hương, 500 con gà trống, 600 con vịt cô. Nhất trai làng anh công tử chiều chơi. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu,
khúc rung vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm mà này đó cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu giới để hiền nó xinh quá chị xuôi ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cái tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời. Cho nhau môi mặn hướng nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi, ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cau. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng, cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cau. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này đã cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu giới để hiền nó xinh quá chị xuôi ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong rồi, nếu tiện cho tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng. Cho nhau môi mặn hướng nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Ô vui quá xa trời ơi, ô vui quá xa chị ơi, ô vui quá xa anh ơi, ô vui quá xa bà ơi. Chỉ một mình ngồi khóc, let me cry, 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 cry. Than khóc cho ai vội quê, ngày nào sánh vai trên một con đường. Giờ phải chia ly người ơi, let me cry. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
đồ chàng trang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng.
nhảy toan mồ hôi nhỉ. Này, này thời tiết mát đẹp quá. Sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm.
không xa rồi. Chia pha số cho ai có lỗi.
Là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như sáng trần, người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói. Theo cái đó. Đây, alo. Alo. Xin kính thưa các cụ, các ông, các bà, tôi đại diện cho họ nhà trai. Lời đầu tiên khi có lời chào với các cụ, các ông, các bà, quan viên và đúng không? Có một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, được sự nhất trí và đồng ý chính thức của chính quyền địa phương và được sự vun vén của hai bên gia đình, hôm nay là ngày tháng tốt, hai họ hai gia đình tổ chức việc trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Vậy hôm nay giữa ông Đức và bà Lợi một mặt tình cảm là muốn kết tình thông gia hai bên, để hôm nay họ nhà trai chúng tôi cũng có cơi dầu xin dâu đến để thưa chuyện với các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác của họ nhà gái. Một ít phút nữa cho phép họ nhà trai chúng tôi đã được đón cô dâu về bên họ nhà trai để làm lễ thành hôn cho các cháu. Vậy hôm nay một sự hiện diện cũng đầy đủ các cụ, các ông, các bà. Ngày hôm nay là ngày vui của hai cháu. Tôi thay mặt gia đình được chức vinh dự là để được mời các cụ, các ông, các bà của họ nhà gái, bạn bè thanh niên nam nữ kết hợp với họ nhà trai để cùng nhau chúng ta đưa cháu về họ nhà trai để làm lễ thành hôn. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả chúc quý vị, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác và thanh niên nam nữ có một sức khỏe và nhiều niềm vui và mọi việc thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng quan viên bố họ, được sự ủy quyền của ông Mỹ và bà Ngọc, tôi đại diện cho phái đoàn của họ nhà gái có mấy lời như sau. Trước hết tôi xin cảm ơn đến tất cả các cụ, ông, các bà, đặc biệt là phái đoàn nhà trai đã có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Trước hết tôi xin mời tất cả các cụ, ông, các bà ăn trầu uống nước và hút thuốc để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Qua ý kiến của vị đại diện của nhà trai, tôi đại diện họ nhà gái xin nhất trí đồng ý và chấp thuận cưới dầu xin cưới và để cho cháu Thảo về làm dâu làm con bên gia đình ông Nhâm Bà Lợi. Và cuối cùng tôi xin cảm ơn đến toàn thể các quý vị một sức khỏe dồi dào lành mạnh, xin chúc cho hai bên gia đình thông gia được người chặt gắn bó keo sơn, chúc cho hai cháu hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn. Và lúc này đây thay mặt cho nhà trai cũng xin trao cháu Hiếu, cháu Từ Lây, cháu là con rể của ông Nguyễn Hòa Ngọc và cháu sẽ là con cháu của dòng nhà gái của bác cô. Rồi báo cáo với các cụ như thế thì chương trình hôm nay công việc của hai cháu đã thành công tốt đẹp. Xin chúc toàn tỉnh thông gia ông Nhâm Bà Lợi gắn bó tình cảm keo sơn, tình thông gia hữu hảo. Bây giờ xin mời hai bên dâu ra đưa cháu lên làm lễ tổ đường, xong rồi để cháu làm mất cái thủ tục để dẫn cháu về nhà chồng. Xin mời. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu, có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi, mọi bão giông đều qua. Sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn.
chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh tìm thấy em người anh yêu, đúng yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, chắc nhé. Nếu đi ta cùng đi, mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng rơi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây. Sống tốt hơn bao điều.
dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu phải không các bà, cô dì, chú bác và bạn bè thanh niên nam nữ. Kính thưa toàn thể hội trường,
được sự ủy quyền của ông Lý Bà Ngọc với cương vị làm trưởng đoàn Hoa Nhạc Gái, tôi xin có mấy lời như sau. Trước hết, tôi xin đặc biệt cảm ơn sự tiếp đón lòng hậu, chu đáo của gia đình họ nhà trai đối với gia đình họ nhà gái chúng tôi. Cái tinh thần vui tươi, phấn khởi, phái đoàn chúng tôi sang đây đông đủ với sự có mặt của các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, bên nội cũng như bên ngoại và các bạn của cháu. Kính thưa toàn thể các cụ, tiếp theo tôi xin thay mặt cho ông Lý bà Ngọc xin chúc trao cháu Thảo về làm dâu, làm con, làm cháu cho gia đình họ nhà trai. Cuối cùng tôi xin chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà luôn có thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc cho sự thông gia của hai gia đình bền chặt gắn bó keo sơn. Chúc hai cháu duyên cầm vững bền theo năm tháng, nghĩa tào khang thâm thiết đến muôn đời. Xin chân thành cảm ơn. Và xin được trân trọng và cảm ơn lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện đến một nhà gái. Và chúng ta đã nghe lời phát biểu của bác rồi. Trước tiên là kính chúc quý vị ở sức khỏe và bác đã xa hoan nàng dâu cùng Thảo để cùng trở lại với chúng ta trong đại lễ thành hôn của phái đoàn nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau bây giờ xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đại diện đến với họ nhà trai sẽ có những lời đáp từ và cảm ơn toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Xin kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quan viên và bố họ. Tôi là bác của cháu Đình Hiếu, đại diện cho họ nhà trai. Xin có lời chào, lời chúc đến tất cả các cụ, các ông, các bà có mặt trong ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng tất cả hai họ, các cụ, các ông, các bà cũng có mặt trong ngày hôm nay và bạn bè thanh niên, nam nữ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, ngày hôm nay gia đình ông Nhâm Bà Lợi và ông Lý Bà Ngọc có tổ chức việc chăm sóc cho các cháu, cháu Hiếu và cháu Thảo, được sự nhất trí của chính quyền địa phương và được đồng ý vun vén của hai bên gia đình. Hôm nay hai gia đình đã tổ chức việc chăm sóc hạnh phúc cho hai cháu. Vậy tôi thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả các cô, các ông, các bà. Xin có lời mời tiệc trà, tiệc ngọt đến tất cả các quý vị. Qua cái ý kiến của ông vị trưởng đoàn của họ nhà gái, tôi thay mặt cho họ nhà trai xin hoàn toàn nhất trí cái ý kiến của ông vừa phát biểu. Tôi thay mặt cho gia đình, từ hôm nay cháu Thảo đã xin chấp nhận lại. Tôi sẽ xin chấp nhận cháu Thảo là con dâu của ông bà Nhâm Lợi, và cháu Thảo từ hôm nay sẽ là vợ của cháu Hiếu. Đó, cháu Thảo từ hôm nay là con cháu của dòng họ chúng tôi. Tôi cũng thay mặt cho họ nhà trai cũng trao cháu Hiếu, từ ngày hôm nay cháu sẽ là con rể của ông bà Lý Ngọc, và cháu sẽ là chồng của cháu Thảo, và cháu sẽ là con cháu của dòng họ của các cụ, các ông, các bà ấy, dòng nhà gái. Và cuối cùng tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ có mặt đông đủ tại đây có một sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc và gia đình an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Nhà gái đã cùng trở lại với chúng tôi trong đại lễ thành hôn của Đặng Hiếu và Phùng Thảo. Trong khoảng thời gian này chúng ta cực kỳ hạnh phúc để đón nhận những hình ảnh tiếp theo, đó là hình ảnh của Đặng Hiếu và Phùng Thảo sẽ cùng trở lại với chiếc bánh tình yêu, đó là chiếc bánh ngọt tình yêu tượng trưng cho sự ngọt ngào trong tình yêu của hai bạn. Một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, đó là nghi lễ cắt bánh, được biểu trưng rằng là chúng ta cắt tất cả những điều xui xẻo, những điều không vui vừa ở phía trước, và chúng ta tiến về tương lai, nơi đó có một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc và gia đình. Và bây giờ xin được trân trọng và kính mời hai bạn sẽ cùng tiến lại
ly rượu tình yêu của mình và để đong đầy tháp ly thứ rượu tình yêu của mình. Và rượu được tượng trưng cho những đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống, cũng như là trải qua những đắng cay ngọt bùi, và phía sau đó là cánh cửa của hạnh phúc. Và từ đây hai bạn đã cùng tay trong tay nhau đong đầy chiếc ly tình yêu của mình, tượng trưng cho tháp ly trường tồn vĩnh cửu. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rất vui quá ạ. Chúng ta nhờ những hình ảnh này là những hình ảnh đẹp nhất trong đời lính. Game ám trai, chắc lúc đó anh chết làm sao mà sống được. Thế là quyết phải cười cười sớm em ơi. Không thể để lâu nữa mai nó dính bầu. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Anh xin khi đi qua một năm mai ơi. Cho anh sẽ tìm lòng trọn kiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Em nói rồi làm gì mà để đó em ơi. Hay là mình cưới nhau đi. Chú Bảy đang ngồi chơi ở bàn bên. Tân Lan ai họ đang mời bia ở bàn trên. Hay mình cưới nhau đi em. Và tất nhiên rồi, hai bạn sẽ có ly rượu. Đó là ly rượu sao bôi của mình. Cùng chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Và em xin mình cũng có một câu như này là hai ba rô, hai ba rô, hai ba chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Cả nhà mình ơi! Hai ba! Hai ba! Hai ba! Chúc mừng hạnh phúc! Và xin được mời hai bác trưởng đoàn sẽ cùng cả gần ly ạ, kết nối tình thông gia. Và hai bạn sẽ cùng cả khoác tay nhau. Đó là vòng tay tình yêu và sẽ phân thưởng ly rượu cho tôi của mình. Một tràng pháo tay thật lớn không quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được mời hai bác trưởng đoàn sẽ cùng cả bắt tay nhau kết nối tình thông gia. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Đó là các bắt tay kết nối tình thông gia giữa hai bên gia đình ạ. Và xin được trân trọng cảm ơn hai bác trưởng đoàn. Xin được trân trọng mời hai bác sẽ cùng ạ. Nhìn cả nhân bác chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc. Đấy. Đã dành tình nghĩa vợ chồng dẫu cho biên núi cả sông cả trời. Chúc hai cậu. Dạ, thay lời của gia đình và hai bạn xin được trân trọng và cảm ơn lời chúc phúc của bác trưởng đoàn đại diện với họ nhà trai và những vần thơ cực kỳ tuyệt đẹp trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay lúc này đây xin được trân trọng và kính mời những phần quà đến từ phía bên gia đình của nhà trai, đó là ba mẹ của chú rể Đặng Hiếu sẽ cùng trở lại về phía sân của đối phương. Xin mời chú rể Đặng Hiếu sẽ trao cho cô dâu Phùng Thảo trước tiên và trao cho nhau vào ngón áp út. Và ngón áp út là ngón có rất nhiều mạch máu chảy về phía con tim, và chiếc nhẫn tình yêu đó là hình tròn được tượng trưng cho trái đất của chúng ta luôn luôn quay và mãi không bao giờ dừng, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, tượng trưng cho tình yêu của Đặng Hiếu và Phùng Thảo là một tình yêu vĩnh cửu và sẽ không bao giờ thay đổi. Hai bạn sẽ luôn đồng hành và nắm tay nhau đến bến bờ hạnh phúc. Và tiếp theo xin mời cô dâu Phùng Thảo sẽ khóa chiếc nhẫn của mình vào con áp út của chú rể. Vâng ạ, hai bạn ạ, sẽ ra tay ạ. Để ghi lại những hình đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Hình ảnh quá đẹp ạ. Và hai bạn đã cùng trao kỷ vật cho nhau rồi. Và ngay lúc này đây xin được trân trọng kính mời ạ, ba mẹ của chú rể Đặng Hiếu ạ. Sẽ cùng trở lại ạ. Dạ, có tiếng nổ không ạ? Dạ vâng ạ. Nếu mà khán giả yêu cầu thì MC Minh Hùng sẽ nguyện thân làm theo ý. Và đương nhiên rồi, hai bạn sẽ đương nhiên sẽ tình nguyện làm theo ý. Và thật sự là hai bạn cũng đang làm điều này ạ. Cũng nhiều đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Bây giờ tất cả quý vị cùng đồng hành với MC Minh Hùng sẽ có lời bắt đầu 3, 2, 1. Hai bạn sẽ trao cho nhau nụ hôn thắm thiết nhất ạ. Đồng ý không ạ? Cả nhà mình ơi! 3, 2, 1. Hôn thật sâu. Hôn thật sâu, thật lâu kiểu Pháp ạ. Đó là những hình ảnh đẹp nhất trong nụ hôn tình yêu của hai bạn ạ. Thank you.
đang trao tặng cho hai con trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Đó là tình cảm, và nói đến đáp tình cảm của ba mẹ thì chúng ta sẽ luôn luôn nói đến tình cảm chân thành và yêu thương nhất đến từ ba mẹ. Từ lúc lọc lòng đến ngày hôm nay trưởng thành, một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị? Ra phần quà tiếp theo xin được trân trọng và kính mời bên nhà nội của chúng ta sẽ cùng trở lại sân khấu. Xin được trân trọng và kính mời phần quà của chị gái của chú rể Tạ Hiếu. Xin được trân trọng kính mời hai anh chị về phía chú rể Đặng Hiếu của chúng ta cùng trở lại sân khấu và cùng trao tặng phần quà dành tặng cho hai bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Thay lời của hai bạn xin được trân trọng và cảm ơn phần quà đến từ hai anh chị. Dạ vâng, phần quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời lên sân khấu món quà của anh trai và chị dâu sẽ cùng trở lại với hai bạn, đó là Đặng Hiếu và Phùng Thảo, và món quà dành tặng cho hai em trong ngày vui trọng đại buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, món quà tiếp theo là món quà của bác gái của chú rể Đặng Hiếu trao tặng cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay. Những tình cảm cực kỳ tuyệt vời, những tình cảm cực kỳ chân thành đến từ những người yêu thương của gia đình Bác bảo là bác chúc mừng hạnh phúc hai cháu Dạ vâng ạ. Đó là Đặng Hiếu và Phùng Thảo, xin được trân trọng cảm ơn những phần quà của các ông, các bà, các cô, các bác, các chú, các dì đại diện về phía hai bên gia đình nội ngoại đã cùng trở lại sân khấu và trao tặng cho hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay, trong ngày vui trọng đại của đại lễ thành hôn của Đặng Hiếu và Phùng Thảo. Dạ vâng ạ, quý vị thân mến, có rất nhiều phần quà của toàn thể quý vị rất đông vui trong buổi trưa ngày hôm nay dành tặng cho hai bạn đến từ những người thân yêu trong gia đình, đặc biệt hơn nữa bên cạnh đó song hành đến từ những người bạn cũng đã đến chung vui trong ngày vui trọng đại của Đặng Hiếu và Phùng Thảo Xin được mời bộ phận media sẽ cùng ghi lại những tấm hình đẹp nhất này
này người anh yêu hỡi, lại gần đây với anh. Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn giấu. Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau, với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Thấy không, con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn